Làm thế nào để giúp con phát triển đầy đủ về cả thể chất lẫn trí tuệ, hay phương pháp nào giúp con tăng cường khả năng hấp thu là một trong những mối bận tâm của các bậc phụ huynh khi nuôi dạy con cái. Tâm lý chung thì ông bà bố mẹ nào cũng muốn con mình hay ăn chóng lớn, khỏe mạnh và thông minh. Tuy nhiên, nhiều bé gặp phải tình trạng hấp thụ kém, gây ra nhiều vấn đề như biếng ăn, táo bón. Và với công nghệ đột phá thủy phân nhiệt tiêu chuẩn châu Âu vừa được công bố trong lễ ký kết hợp tác chiến lược Việt Nam, Hoa Kỳ, Đan Mạch vừa diễn ra tại Hà Nội đã góp phần giải quyết được bài toán tưởng chừng như khó khăn này. Sự phát triển trí thông minh ở trẻ phụ thuộc vào 3 yếu tố: do di truyền, do chế độ dinh dưỡng, do sự rèn luyện học tập, môi trường sống. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng một số chất dinh dưỡng nếu bị thiếu hụt cũng ảnh hưởng đến sự phát triển trí não ở trẻ em, đó là các axit béo không no chuỗi dài, trong đó DHA là thành phần lipid chính của não. Như chúng ta đã biết, người Do Thái là dân tộc thông minh nhất thế giới bởi các bà mẹ Do Thái chọn ăn hạnh nhân, uống dầu cá để giúp cho con trở nên thông thái. Xuất phát từ câu chuyện truyền cảm hứng về tộc người Do Thái, các nhà khoa học đã đi sâu vào nghiên cứu chế độ dinh dưỡng não bộ và các phương pháp giáo dục trẻ em Do Thái để ứng dụng và tạo ra bộ giải pháp đầu tiên và duy nhất trên thị trường có tính chất toàn diện trong phát triển não bộ trẻ em như trẻ Do Thái mang tên Nobel Kid. Hạt hạnh nhân chẳng hạn, thì người ta vẫn cho rằng đây là một cái thức ăn mà siêu hoàn hảo, tức là nó rất là đầy đủ tất cả các chất. Ví dụ như là mỡ chẳng hạn. Bên cạnh đó thì phải kể đến hai cái thành phần đấy là riboflavin và các lectin. Hai cái thành phần này thì kích thích các tế bào thần kinh mà để mà làm giảm cái việc là suy giảm nhận thức của con người. Cái thành phần thứ hai được kể đến lúc mạch, nó có một cái nhóm vitamin B mà chúng ta biết rồi, cái thực phẩm của các cái tế bào não ấy là vitamin B. Còn một cái thành phần nữa đấy là óc chó. Vâng, thì nó có rất là giàu vitamin B9, người ta còn gọi là acid folic đấy. Đó, thì giúp cho tăng cường cái hồng cầu này. Và như vậy thì toàn là những các cái thực phẩm quý và hiếm lại được sử dụng công nghệ mà chúng ta đang nói đây. Công nghệ rất là tiên tiến, đúng không ạ? Đạt chuẩn. Và vì vậy cho nên là đưa ra một cái sản phẩm mà có hiệu quả rất tốt, không những về trí tuệ, phát triển trí tuệ của trẻ, mà là còn đảm bảo về vấn đề chiều cao cho trẻ em Việt Nam của chúng ta. Đặc biệt, sản phẩm này được chiết xuất trực tiếp từ hạt hạnh nhân, quả óc chó, yến mạch và nhiều thành phần quý khác, nên Nobel Kid được coi là giải pháp đem lại hiệu quả vượt trội trong việc phát triển trí não của trẻ. Với công nghệ đột phá thủy phân nhiệt tiêu chuẩn châu Âu giữa hai nước Mỹ với Đan Mạch, chú trọng vào việc cung cấp dinh dưỡng thiết yếu, giúp cải thiện tình trạng não của bé tốt hơn, minh mẫn hơn. Bên cạnh đó, với nhà máy đạt chuẩn GMP ISO, chuẩn kích thước, chuẩn hàm lượng, chuẩn nguyên liệu, mỗi dòng sản phẩm Nobel Kid đều phải vượt qua quá trình kiểm định nghiêm ngặt và được Bộ Y tế chứng nhận đạt an toàn với sức khỏe mới được cấp phép lưu hành và bày bán trên thị trường. Tin rằng với sự xuất hiện của dòng sản phẩm cốm trí não sẽ là một trong những gợi ý giúp cho các bậc làm cha làm mẹ có thêm phương pháp chăm sóc và phát triển thể chất, trí não cho trẻ, tạo nền tảng cho sự phát triển nhận thức và khả năng cảm nhận đối với môi trường xung quanh hàng ngày. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.